Chào mọi người, hôm nay thì Siro đã đẻ rồi. Đàn chó con của Siro thì đã đẻ được 9 con. 9 con với lại cái tỷ lệ đực cái là 5 con cái và 4 con đực. Đó. Cho mọi người nhìn cái khu đẻ của Siro đây. Đơn giản là ở trong nhà thôi. Kê cho nó cái ô ở chính tại cái ô chuồng này, chính tại cái ô chuồng này thì mẹ Mercy đã sinh ra Siro. Đó. Thì cho con ở cái đàn này nó khá là đều con. Có ba con nó to trội hơn chút. Và cái số lượng đây này, cho con nó mút này, nó mút nhầm này, đây, mút đây. Cái số lượng chó là dự đoán là 9-10 con thì nó ra 9 con thật. Vì là nó có thể nó ít hơn 10 con. Với cái bụng của Siro mang bầu lần này nó có thể đẻ 11, 12 con nó cũng là bình thường. Nếu con nó ngang ngang cỡ những cái con nhỏ hơn này. Nhưng mà nó có mấy con to thì số lượng nó sẽ giảm đi. Một con to nó coi như là nó chiếm diện tích coi như là gấp rưỡi một cái con bình thường. Đó, thì là này là 5 con đực và 4 con cái. Đẻ ra thì không bị lót ổ con nào. Với cái đàn cho con lần này thì nó sẽ là cái đàn cho con ở cái chất lông gọi là vừa phải. Chất lông vừa phải chứ đàn này chất lông không có siêu ngắn như là cái đàn của Hana. Đàn này chất lông sẽ là cái chất lông vừa phải, màu mảng thì nét. Đây là chân dung của con một trong ba con to đại ca ở cái đàn này này, đây này là một con cái, con cái nhưng mà này rất là to đây. Cái rồi ý kiến đi quả nó mới đẻ một ngày đấy, đây này rốn này còn đang dính như này, cũng rốn còn đang dính này, coi như là nó đẻ hôm nay là ngày được một ngày đầu tiên. Siro thì lần này rục rịch đẻ từ buổi tối, từ 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 buổi tối đêm, nhưng mà đến cuối cùng là đến qua trưa ngày hôm sau mới đẻ, tức là đẻ ngày, đẻ buổi chiều, đẻ buổi chiều đến tối thì xong. Đó, nhìn trong đội quân tương đối đông, cho mọi người xem cái con to hơn, hai ba cái con to hơn. Đây con đực này, đây phải con đực không? Đúng rồi, đây đực đây. Con đực này cũng là một trong ba con to hơn. Đây. Nó đang mút sữa này, vẫn còn đang thì trong vô thức vẫn còn đang mút đấy. Đấy. Nó khỏe lắm con chó con đây này. Đây là nhìn mọi người nhìn cái dãy của nó nhé. Con chó con nó khỏe. Nó mới đẻ ra thôi nhưng mà nó dãy là cầm mà không chắc tay nó bung đấy. Nó dãy nó bung nó khỏi tay đấy. Còn nếu mà bình thường những cái đàn chó mà nó không phải là bà đàn chó mà có cái sức khỏe thật là tốt đấy thì có thể là nó phải khoảng tầm 3 ngày 4 ngày thì nó mới khỏe được như thế này. Siro thì có cái bộ ti là tương đối là thuận lợi để nuôi con. Đây. Cái đây này có một tí chấm tí trắng ở ngực như thế này thì nó là nó lên nó sẽ bay. Cái này cái tí chấm trắng này nó giống giống cụ Pila cũng có tí chấm trắng, nó di truyền rất nhiều đời. Đây, tí đi đây là có không mấy con nó cũng to đấy, mấy con đều to đây này, nhìn này, đây là thằng Đực này. Thằng đực to là hơn này, thằng đực này cũng to hơn này, con cái vừa rồi này, thằng này là đực hay cái, thằng này là đực tiếp theo này, thế là coi như là à không, nó cũng coi như nó cũng sàn sàn nhau, sàn sàn nhau. Tính ra như vậy là 9 con này nó đều là những cái con mà cái thai của nó to. Mọi người nhìn nó to hay nó nhỏ là mọi người so với cái chân của con chó mẹ này. À. So với cái chân của con chó mẹ bằng cổ tay mình luôn đấy.
Đấy, mà cái con chó con này, chân con chó mẹ với cổ tay của mình này. Đó, chân con chó mẹ nó còn to hơn. Đấy, con chó con nó mới đẻ đấy, nó to như vậy. Đàn này thì sẽ là một cái đàn mà dáng người có lẽ là nó sẽ là cái dáng người vừa phải, có 1, 2, 3 con là có dáng cao dài, cao dài theo kiểu như con ông ngoại của cái đàn này là con Bruno, có 2 hay 3 con. Đây như thằng này là khả năng là sẽ sau sẽ là cao dài này, nhìn cái dáng người của nó rồi, từ bé để ra với có một cái thằng đực nhỏ nhỏ nữa, một thằng đực nhỏ hơn là thằng đực này. Thằng đực này, này người này nó cũng cao dài này, chờ lớn lên thì sẽ nhìn thấy rõ hơn. Đây, Siro thì yên tâm ngủ rồi đó. Làm mọi người mà ai mà chăm chăm chó đẻ ấy, đó mọi người có thể làm cái ô chuồng đẻ như thế này, rất là nhàn sạch sẽ. Đây này, làm mép gấp này xong là lại gấp vào để gọn vào chỗ đó. Cái khay này xung quanh này nó là cái hệ thống để chống chống con mẹ nó đè lưng vào con, bị con nó bị chui vào trong cái khe lưng của con mẹ. Thì đây lưng của con mẹ nó bị kê ở đây rồi, thì con chó con nó có khoảng trống ở bên trong. Ừ, Siro dậy rồi, Siro quay mặt đi để lên video tí nào Siro ơi. Siro thì bổ sung sữa rồi, nhưng bản thân Siro cũng là một cái con chó mà nhiều sữa, nhưng vẫn bổ sung cái đây này, bổ sung cái semiu này. Dù nó nhiều sữa vẫn phải bổ sung cái semiu này nhé, chứ không phải là không. Không phải là cái con chó mà nó đủ sữa rồi là bổ sung semiu, là không cần bổ sung semiu, không phải như thế. Vì bổ sung cái semiu nó còn có cái tác dụng là nó chống nó, một nó tăng chất lượng sữa, hai nó chống viêm vú. Ít khi con chó con nó phát sinh cái việc đi ngoài hay là này kia, vì sữa nó bị thiu theo kiểu như thế. Thì đây là ít khi nó có cái tình trạng đấy, nó gần như không có. Con chó con này nó bú này, mới là một ngày thôi nhưng con nào nó bú nó bụng nó căng tròn này. Đấy, con chó con nó khỏe. Một bên là bổ sung cái cho cái con mẹ, cái chibi khi con mẹ nó mang bầu thì con chó con nó đẻ ra nó rất là khỏe. Cái việc bổ sung cái bột chibi đấy. Đây, cái nhiều người là cứ bảo hỏi cho em xem hình cái hộp chibi. Thì cái đây cái hộp chibi đây. Đấy, là cái hộp bột khoáng dinh dưỡng chibi powder này. Bổ sung cái này cho nó, con chó không cần là con chó đẻ, con chó bình thường chúng ta bổ sung cái này thì con chó nó khỏe khoắn, nó mướt. Con chó nó mướt, con chó lông nó bóng. Nhưng mà với cái con chó mang bầu, với con chó mang bầu mà bổ sung ấy thì cái con chó mẹ nó đẻ nó nhàn lắm. Nó đẻ nhưng mà người nó không bị mệt đấy. Nhìn Siro này. Đây Siro đẻ xong nhá. Người ta gọi là chó mẹ nuôi con là nhìn trông nó sơ xác. Đây nó có sơ xác đâu. Đó. Kể cả nó nuôi con đến khi như cái đàn trước mà khi chó con nó nuôi chó con ở giai đoạn sau lông nó vẫn bóng đó. Còn cái con chó con này khi con chó mẹ nó được bổ sung cái chibi ấy thì cái con chó con này, con chó con nó đẻ ra nó rất là khỏe. Cầm con chó nó chắc nịch chứ nó không có lỏng lẻo đâu. Đó thì các bạn mà nếu mà nuôi các giống chó khác cũng thế chứ không phải là chỉ có rốt. Các giống chó khác cũng thế, mà mọi người muốn con chó con nó đẻ ra nó khỏe thì mọi người dùng bổ sung cái chibi đấy, nó chả bao tiền cả. 300.000 một hộp. Có dùng tiết kiệm thì phải dùng được 2 tháng. Còn như mình mà cho ăn thì 300.000 một hộp đấy thì chắc dùng được khoảng tầm hơn tháng, tháng rưỡi. Con chó bầu thì cũng không cho ăn nhiều quá. Con chó tuổi lớn thì cho ăn nhiều. Một tháng hết một hộp, có thể có khi có những con một tháng cho hẳn 2 hộp luôn. Nhưng mà cái con chó bầu thì không cho nhiều quá. À đây nè, có cái ánh sáng nó chiếu vào nhìn. Đấy. Nhìn mặt từ bé rất là gấu. Thì cái đàn chó con này, đàn chó con này này và cái đàn chó con của Hanna sẽ là hai cái đàn chó con mức tốt của trại. Và trong đầu năm nay thì còn trại còn đang chờ đón thêm 2 đàn nữa.
Đầu năm nay thì sẽ còn chờ đón thêm hai đàn cún con nữa, là một cái đàn của con chó cái nhập, một cái đàn con chó cái nhập đang bầu 1 tháng, và một đàn cùng bố với đàn này của con Nancy, coi như là đàn họ gần với đàn này. Tức là tổng cộng là ở trong cái đợt đầu năm này là sẽ có 4 đàn chó để chờ đợi, thì nó có 2 đàn đẻ rồi đó. Một đàn của Hanna là mới quay video, mấy hôm nữa cũng sẽ quay video tiếp. Và cái đàn này của Siro. Thì mọi người mà quan tâm đến chó con của trại thì mọi người có thể chờ ở mấy cái đàn này. Đây là mấy đàn mức tốt. Còn mọi người mà quan tâm đến cái chó con chó ở cái mức giá rẻ thì mọi người có thể chờ cái đàn chậm hơn một chút. Chậm hơn khoảng tầm mấy hôm nữa là sẽ lấy giống này, là sẽ một cái con ở cái đàn mức giá rẻ. Dự kiến là lấy giống cái con đấy là cũng sẽ lấy giống với cùng với con bố của cái đàn này. Tức là cái con chó cái nó khác nhau. Thì cái con chó đực giống nhau nhưng mà nó ra đàn con ở cái chất lượng nó sẽ là ở mức rẻ và mức đắt nó khác nhau. Nó do con chó cái quyết định, chứ không phải do con chó đực. Vì cái con chó đực ấy, thì làm cái lấy cái con chó đực giống thì là lựa chọn con chó đực giống ở mức tốt rồi. Nếu nó ghép với lại các con cái ở cái mức tốt, xuất sắc mà nó hợp gen nhau, nó ra cho con tốt thì nó sẽ là cái đàn do cho con ở mức tốt giá cao. Còn nếu mà cho một cái con đực tốt ghép với một con cái bình thường thì nó cũng vẫn có thể ra được cho con cho con tốt, cho con đẹp, cho con chuẩn, nhưng mà cái tỷ lệ nó không có nhiều. Và đánh giá về cái mình đánh giá về cái phả gen của nó thì chắc chắn nó sẽ là một cái ở cái mức hoàn toàn khác so với những cái con mà đực và cái đều là con tốt và đẻ ra cho con tốt. Ok, bú tì đến đoạn tàn rồi, tàn cuộc ăn uống rồi, nhậu nhẹt rồi. Thanh niên đực này, thanh niên đực to này, đây là đực này. Thanh niên đực này là cái con to và màu mảng, có vẻ như là cái con màu mảng cháy hơn. Đây. Con này dự đoán sẽ là một cái con đực là có thể là ở cái con ở cái diện tốt nhất của đàn. Bây giờ thì chưa, nhưng đấy là cái dự đoán. Cái này. Đấy, hai con gần nhau này, con cái này thì khả năng là sau này là đầu hơi bị to quá. Không biết là nó bởi vì tầm này thì chưa. Nó phải chờ khoảng tầm 40 ngày nó mới lộ nét. Nhưng hiện tại bây giờ nhìn con cái này đầu nó hơi to. Đầu nó như con chó đực, hơi bị to quá. Nhưng nó lại là con cái. Đầu kiểu này là đầu theo kiểu là theo kiểu con Bruno, đầu nó bị to quá. Nhiều người thì thích con chó đầu rất là to, nhưng mình thì mình không thích lắm. Nói chung là cái gì nó cân đối vừa phải là đẹp nhất. Đó. Đây, thanh niên đực này nữa. Thanh niên đực này mảng cũng cháy khét này. Đây. Đấy. À, cái bụng này, cái bụng nó tròn như cái trống này, nằm nghiêng ra để anh xem cái bụng xem nào. Bụng tròn như cái trống này, ti vẫn cứ ti. Đầu mặt này, ok, xuống ăn đi. Tầm này thì chưa phải là cái lúc để nhìn các thứ này kia, chỉ là tất cả bây giờ chỉ là dự đoán thôi. Còn phải chờ con chó nó lớn lên, nó khoảng tầm 40 ngày thì lúc đấy thì sẽ có những cái video chi tiết và lúc đấy sẽ có giá chi tiết từng con. Ok, báo tin để cho mọi người cùng biết về cái việc vui là Siro đã sinh con thuận lợi với con đực là con Zano, con đực nhập Đức. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.